Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn vừa ra quyết định xử phạt tài xế ô tô với số tiền là 40.600.000 đồng với các lỗi đó là điều khiển xe ô tô không có giấy phép lái xe, điều khiển xe ô tô không mang theo giấy đăng ký xe, điều khiển xe ô tô không mang theo giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, điều khiển xe ô tô không chấp hành các yêu cầu về kiểm tra nồng độ cồn của người thi hành công vụ. Tài xế này bị xử phạt khi đang lái xe lưu thông trên quốc lộ 1A thuộc thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Đồng thời với các vi phạm không có giấy tờ xe thì tại thời điểm phát hiện trước dấu hiệu là có sử dụng rượu bia của tài xế thì tổ công tác đã tiến hành đo nồng độ cồn. Tuy nhiên không những không chấp hành mà tài xế này còn liên tục sử dụng điện thoại, ghi hình, phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook hơn một tiếng đồng hồ với những lời lẽ không hay đối với cán bộ đang làm nhiệm vụ. Thưa quý vị, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị, Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội buôn bán hàng cấm đối với lô hàng găng tay đã qua sử dụng của công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Diệp. Trước đó thì vào ngày 1 tháng 2, công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Diệp đã đăng ký tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đối với mặt hàng nhập khẩu là găng tay PVC kết hợp với cao su nhãn hiệu là chứa chen Yasumei dùng để chống các chất hóa học phục vụ cho công nhân trong các nhà máy sản xuất. Lô hàng có tổng trọng lượng là gần 6 tấn, đóng trong 546 thùng các tông. Tuy nhiên trong quá trình kiểm tra thực tế thì Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị đã phát hiện hàng hóa là găng tay đã qua sử dụng và thuộc danh mục hàng hóa cấm nhập khẩu theo quy định. Thưa quý vị, gần 3.000 chiếc điện thoại iPhone đã qua sử dụng có giá trị hàng chục tỷ đồng nghi nhập lậu vừa được lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện, bắt giữ khi đang trên đường từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội tiêu thụ. Theo thông tin ban đầu, thì từ ngày 3 tháng 3 tại quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Cảnh sát Giao thông Quảng Xương cũng đã tiến hành kiểm tra xe ô tô do tài xế Trương Văn Vốn ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh điều khiển. Kiểm tra thì tổ công tác đã phát hiện trong xe chở 37 thùng các tông, bên trong có chứa 2.998 chiếc điện thoại nhãn hiệu iPhone do nước ngoài sản xuất đã qua sử dụng. Toàn bộ số lô hàng hóa không có hóa đơn chứng từ và tài xế thì đã khai nhận rằng anh đã nhận trở thuê số hàng này từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội tiêu thụ với cước phí là 20 triệu đồng. Hiện lô iPhone trị giá hàng chục tỷ đồng này cũng đã được bàn giao cho Cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra và xử lý theo thẩm quyền. Thưa quý vị và các bạn, bức xúc trước tình trạng nhiều xe dù xe khách tuyến Nghệ An đi các tỉnh thành khác chạy giành tuyến bắt khách trái quy định. Từ ngày hôm qua, thì các nhà xe chạy tuyến cố định Vinh, Hòa Bình, Mường Xén cũng đã tập trung về tại bến xe Bắc Vinh, căng băng rôn để phản đối lên cơ quan chức năng, ghi nhận của nhóm phóng viên VTC1. Theo nội dung trong đơn kiến nghị gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Giao thông Vận tải Nghệ An, các nhà xe cho rằng trong 4 đến 5 năm trở lại đây, tình trạng xe dù và xe chạy trái tuyến di chuyển về các huyện để đón trả khách trái quy định xuất hiện ngày càng nhiều. Chủ yếu là xe từ 7 đến 16 chỗ và xe dừng nằm gắn biển Nghệ An đi Sài Gòn, Kon Tum, Hà Nội, Móng Cái. Tình trạng này đã gây ra sự lộn xộn, mất an toàn và trật tự giao thông. Tình trạng này là xảy ra rất là dài rồi. 4 năm đến 5 năm nay rồi, nhưng mà chúng tôi là chưa cùng là báo cáo lên cả cấp trên, nhưng mà chưa thầu, ảnh hưởng rất là lớn. Một ngày chúng tôi là xe xuất bến, có xe là chạy chắc không, mà có xe cũng chỉ được 4-5 người cả lên cả xuống là đến là khoảng tầm là 7-800 nghìn. Mà trong lúc chúng tôi một ngày chi phí là 1.7-1.8 triệu, mong cơ quan báo chí là ủy ban và bên chỗ Sở Giao thông Vận tải là sẽ sớm giải quyết cái khúc mắc này để cho chúng tôi là lấy lại công bằng. Vô đây đóng lệnh và đi lên trên 250 cây số, mà dư có xe chen trước chen sau, xe họ không đóng lệnh mà họ đưa đến nơi, cuối cùng là các xe tuyển cố định nên là không có ai đi cả. Thế nên là dư tất cả các nhà xe nói là nghỉ một ngày cho 10 ngày họ cũng nghỉ, bởi vì nghỉ đi không đủ chi phí, cho nên là rất là ảnh hưởng. Theo phản ánh, các loại xe dù, xe chạy trái tuyến thường sử dụng cách thức như là hạ giá vé, chạy cùng giờ xuất bến với các xe tuyến cố định hoặc gắn biển xe hợp đồng để giành khách và qua mặt lực lượng chức năng. Thực trạng này đã gây ảnh hưởng lớn đến các nhà xe tuyến cố định. Trong khi họ phải đóng phí bến bãi và nộp thuế cho nhà nước đầy đủ, thì các loại xe dù, xe chạy trái tuyến lại vô tư hoạt động. Về phía Sở Giao thông Vận tải Nghệ An cũng thừa nhận có tồn tại thực trạng này. Việc các nhà xe phản ánh là có cơ sở. Thời gian qua, Sở cũng đã xử lý nhiều trường hợp. Tuy nhiên, để xử lý triệt để, cần có sự phối hợp và vào cuộc của các cơ quan chức năng. Đã nắm bắt được cái tâm tư nguyện vọng của các cái chủ phương tiện. Và đồng thời, thì Giám đốc Sở cũng đã chỉ đạo Thanh tra Sở là cử ngay 2 cái tổ công tác đặc biệt
đến kiểm trực tiếp kiểm tra và xử lý đến cái tuyến đường bay. Thì việc xử lý đối với các cái phương tiện chạy dù ấy là thuộc thẩm quyền của các cái cơ quan đơn vị có cái thẩm quyền được xử lý vi phạm hành chính, trong cái luật xử lý vi phạm hành chính mới có cái thẩm quyền xử phạt. Thì việc này Sở Giao thông Vận tải cũng đã đề nghị các cái lực lượng có cái thẩm quyền xử phạt để phối hợp tăng cường công tác thường xuyên xử lý. Theo tôi nghĩ rằng là nên làm ngay. Làm ngay nếu số xe, nếu như trong số những cái xe dù đó mà chạy, muốn chạy thì cứ làm giấy tờ đầy đủ nhìn được mà chạy thôi, nhìn được không cấm. Vẫn cho mở vai trò vận vận cho chạy đàng hoàng, không có nhân được phúc cấm, nhưng bởi điều anh phải hợp pháp để cạnh tranh công bằng với những xe khác. Thứ hai nữa là những xe nào mà cố tình mà chạy như thế thì ta phải loại bỏ. Theo thống kê, hiện số lượng xe chạy tuyến cố định hợp pháp từ Vinh đi các huyện và ngược lại có gần 60 đầu xe. Với tác động của dịch COVID-19 cùng với sự cạnh tranh thiếu lành mạnh của loại xe chạy trái tuyến quy định đã khiến cho các nhà xe chạy tuyến cố định gặp không ít khó khăn. Thưa quý vị, trồng rừng sau giải tỏa là nội dung được ngành lâm nghiệp các cấp ở tỉnh Lâm Đồng thực hiện thường xuyên trong những năm vừa qua. Và mỗi năm thì có hàng trăm hecta rừng được trồng lại sau giải tỏa. Tuy nhiên thực tế thì chỉ có khoảng 50% diện tích được khôi phục thành rừng, còn lại thì tiếp tục bị tái chiếm hết lần này đến lần khác. Cơ quan chức năng thì trồng rừng, còn các đối tượng lấn chiếm thì nhổ bỏ để tái chiếm và trồng cây nông nghiệp. Tình trạng này cứ lặp đi lặp lại đã nhiều năm qua và cũng đã đến lúc là cần một giải pháp mạnh để ngăn chặn nạn tái chiếm đất rừng trồng sau giải tỏa. Năm 2018, Ban Quản lý rừng Phi Liên thuộc địa bàn huyện Đâm Sông đã tiến hành giải tỏa gần 2 hectare cà phê trồng trái phép trên đất lâm nghiệp thuộc tiểu khu 215. Công việc trồng rừng được tổ chức triển khai ngay sau đó. Thế nhưng khi cây trồng vừa bén rễ, nhiều đối tượng đã lén lút nhổ bỏ hoặc phun xịt thuốc, khiến cây rừng mới trồng bị chết để tái lấn chiếm. Thì vừa tiến hành trồng thì đơn vị trồng xong được 7-8 ngày thì đã bị các đối tượng xấu, không biết đối tượng là ai thì đã nhổ bỏ. Thì đơn vị cũng đã báo cáo các ngành chức năng, cũng là báo cáo ủy ban huyện. Thứ hai là hàng năm vào mùa khô thì đơn vị cũng đã chăm sóc cây phát chăm sóc. Thì qua các cái mùa như năm 2019, năm 2020 thì đơn vị năm nào cũng chăm sóc nhưng và trồng rậm lại những cái cây bị nhổ bỏ. Nhưng mà hầu như là vẫn bị đối tượng xấu là lén lút nhổ bỏ nhiều lần. Giải tỏa đất rừng bị lấn chiếm, trồng rừng sau giải tỏa, tăng cường tuần tra quản lý, vân vân. Tất cả đều đã được Ban Quản lý rừng Phi Liên triển khai trong những năm qua. Tuy nhiên đến nay hàng chục hecta rừng thuộc các tiểu khu 215, 216, 217, 218 trên địa bàn huyện Đâm Sông vẫn trong tình trạng bị tái lấn chiếm thường xuyên sau giải tỏa. Đặc biệt cái rừng trồng sau giải tỏa thì diện tích thì đa số nằm manh mún cũng như là dọc giáp với lại đất nông nghiệp. Cho nên công tác giải tỏa diện tích đất lâm nghiệp để trồng lại rừng thì gặp rất nhiều khó khăn trong những năm vừa qua. Đặc biệt là có những diện tích trồng đến 2-3 lần trong một năm đều bị đối tượng nhổ. Nhưng bên cạnh đó thì đối tượng thì lại không phát hiện ra. Thường thường đối tượng làm vào buổi tối, ban đêm hoặc là sáng sớm hoặc là những ngày mưa bão thì cho nên là cái đối tượng rất là khó phát hiện. Mặc dù là cũng gửi cho các cơ quan chức năng để điều tra xử lý nhưng mà cũng nghi ngờ đối tượng, gọi lên thì đối tượng không nhận. Không chỉ ở Đâm Sông, tình trạng tái lấn chiếm rừng trồng sau giải tỏa cũng xảy ra thường xuyên ở nhiều tiểu khu trên địa bàn huyện Lâm Hà. Tiểu khu 287 thuộc xã Phúc Thọ hay tiểu khu 261 thuộc địa phận xã Phi Tô là những trường hợp điển hình. Dù chỉ cách trung tâm xã chưa tới 2 km. Kiểm lâm cũng như là ban quản lý rừng đã giải tỏa và vẫn xảy ra hiện tượng là chống đối và tái lấn chiếm lại, cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các ban ngành phải điều tra các đối tượng làm rõ. Mỗi năm bình quân toàn tỉnh có khoảng 50 hecta rừng trồng sau giải tỏa bị tái lấn chiếm. Thủ đoạn tái lấn chiếm đất rừng cũng đang ngày càng trở nên tinh vi hơn. Tất cả đang đặt ra nhiều khó khăn và thách thức đối với cơ quan chức năng. Và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi ý kiến đóng góp hay những vấn đề mà quý vị gửi về chương trình, chúng tôi sẽ tiếp nhận và sớm có những thông tin trong các chương trình tới. Hãy nhớ số điện thoại của chương trình 0868010101 và địa chỉ email đường dây nóng a@vtc.gov.vn. Quý khán giả cũng có thể gửi thư về chương trình theo địa chỉ đường dây nóng Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC 23 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội.